Không có chuyện đài truyền hình công kích cá nhân vô tội. Đài truyền hình Việt Nam VTV mới đây cho phát sóng chương trình về đối tượng Nguyễn Phúc Gia Huy, thường được gọi là Dưa Leo, một tên hài đúng nghĩa đen và nghĩa trắng với tiêu đề chiêu trò kích động giới trẻ chống phá chính quyền. Hoạt động của đối tượng Dưa Leo này đã từng được báo Nhân dân vạch trần. Tên hài này đăng tải rất nhiều thông tin trên mạng xã hội và đa phần đều thiên về đả kích chế độ, nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tên này trước kia còn viết bài mang tính chất công kích biểu tình vụ Formosa, Hà Tĩnh. Thông qua những bài viết của Dưa Leo, chúng ta có thể thấy, dù chưa có hoạt động nào chống đối trực tiếp, nhưng hắn đã gián tiếp kích động giới trẻ tham gia vào các hoạt động biểu tình và cố tình chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau khi được lên VTV ngày hôm qua, nhiều ý kiến của cư dân mạng đang rất ủng hộ việc làm này của đài. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều kẻ là fan của Dưa Leo đã cho rằng việc VTV đăng tải đoạn phóng sự nêu trên là đả kích một cá nhân vô tội. Theo khoản 1 điều 1 nghị định số 02/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam đã nêu rõ Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Một kẻ sử dụng những lời lẽ lăng mạ chế độ, dùng lời nói tục tĩu để mỉa mai, nói xấu chính quyền, kể cả không vi phạm pháp luật nhưng cũng rất đáng bị lên án. Nhà nước ta khuyến khích tự do ngôn luận, tự do báo chí, thế nhưng những hành vi lợi dụng quyền này để xuyên tạc chế độ là điều không thể chấp nhận. Ông cha ta hy sinh để giữ nước và dựng nước, không phải để cho một số thành phần me tây, kích động giới trẻ như Dưa Leo muốn nói gì thì nói.